Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa tiếp nhận hai trường hợp ngộ độc thuốc Amlodipin, thuốc hạ huyết áp, trong đó thì có một trường hợp đã không qua khỏi, đó là bệnh nhân nữ sinh năm 1938 nhập viện trong tình trạng hôn mê. Theo tìm hiểu từ người nhà, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường và nhiều bệnh lý nền phức tạp như phổi tắc nghẽn mãn tính, nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân thường xuyên tự dùng thuốc không tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ. Đỉnh điểm, bệnh nhân đã uống cùng lúc 47 viên Amlodipin 5mg, tổng liều lượng là 235mg, một loại thuốc hạ huyết áp thông dụng thường được bác sĩ kê đơn cho những người có bệnh lý tăng huyết áp. Và các bác sĩ cho rằng việc sử dụng một hàm lượng lớn thuốc này đã khiến cho cơ thể bệnh nhân bị nhiễm độc và kéo theo nhiều biến chứng nặng nề. Dù đã được các bác sĩ tích cực hồi sức cấp cứu và điều trị hỗ trợ bằng các kỹ thuật hiện đại nhất như là tim phổi nhân tạo, nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi.